Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin Liên minh Confession, một ngày buồn của Liên minh Huyền thoại Việt Nam khi game không được dự MSI. Thế nhưng còn buồn hơn khi một thông tin có phần gây sốc trong giới game thủ, và lần này cái tên SBTC lại bị liên lụy. Một năm quá nhiều biến cố với tập thể của SBTC khi liên tục là những sự việc không hay kéo đến với đội tuyển này. Câu nói lắm tài nhiều tật có lẽ là thích hợp ở thời điểm này. Cùng đến với bản tin nóng số 456 tối nay để cùng tìm hiểu rõ. Chính thức trở thành tân vương của LPL mùa xuân 2021, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 2 năm của họ sau thắng lợi 3-1 trước FunPlus Phoenix ở trận chung kết. Nhìn một cách tổng thể, Ryzen Never Give Up đã có một mùa giải cực kỳ xuất sắc khi họ xếp hạng 1 tại vòng bảng và sau đó có được chiến thắng áp đảo trước FunPlus ở trận đấu cuối cùng. Nhưng cũng ít ai ngờ rằng cách đó không lâu, Ryzen Never Give Up còn bị đánh giá là chiếu dưới của FunPlus, dễ hiểu thôi, bởi họ đã phải nhận thất bại 0-3 ở vòng bán kết trước chính đối thủ này và bị đẩy xuống nhánh thua.
game tạo ra để game thủ có thể tập chơi các vị tướng mới sở hữu hay thử các kiểu lên đồ đặc biệt. Bên cạnh đó, rạch cũng tạo ra tính năng thu thời gian trận đấu để game thủ có thể lấy được các vật phẩm từ điểm bước chân màu nhiệm hay thời điểm hoàn hảo một cách nhanh nhất. Đương nhiên là trong lúc thu thời gian đó, tướng của bạn sẽ không thể di chuyển được. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một game thủ không bị hệ thống của rạch xử phạt vì áp dụng tính năng này. Cụ thể thì người quốc tế. Về phía Gami Sport, giám đốc vận hành Isumin Khánh Hiệp cũng cho biết, ngay cả khả năng đi chung kết thế giới 2021 cũng chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, Gam vẫn sẽ nỗ lực hết sức trong giai đoạn mùa hè, một là để bảo vệ ngôi vô địch, hai là để đảm bảo nắm chắc slot đi chung kết thế giới nếu có cơ hội. Bản tin nóng số 456 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!